Thưa quý vị, những xáo trộn trong đời sống xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã tác động không nhỏ đến trẻ em. Vì tăng cường các kênh kết nối với trẻ em nhằm tạo cho các em những sân chơi lành mạnh, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ trong mùa dịch lại càng cần thiết nhằm giảm tải những chấn động trong đời sống tinh thần của trẻ sau những khoảng thời gian dài chưa thể đến trường. Tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Đây được xem là quyết tâm, cam kết của thành phố trong việc thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em. Thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến trẻ em, đến sự an toàn, phúc lợi và quyền của các em. Vì vậy, thường xuyên tạo ra các kênh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trẻ em là vô cùng cần thiết. Em mong các các ngành quan tâm nhiều hơn về những vấn đề của trẻ em như là vấn đề về sức khỏe, vấn đề về dinh dưỡng và tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát huy tài năng và năng lực của mình trong tình hình dịch bệnh và học online trong dịch bệnh, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tinh thần của trẻ em. Bên cạnh sự quan tâm, chăm lo đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh chuẩn bị đến trường, huy động các nguồn lực để trang bị thiết bị học tập trực tuyến cho các em. Thanh đoàn, hội đồng đội thành phố với vai trò là cầu nối, kết nối thiếu nhi địa phương cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ em. Những cuộc thi trực tuyến dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố thường xuyên được thành đoàn Đà Nẵng quan tâm tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi được giao lưu, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, ứng dụng sáng tạo kiến thức khoa học vào cuộc sống. Đây là sân chơi vô cùng bổ ích, cuộc thi đã tạo điều kiện cho con được thử sức mình, được rèn luyện bản thân. Đối với em, cuộc thi này giống như là một cánh cửa mở ra một con đường mới, một trải nghiệm mới. Trước đây em chưa bao giờ tự tay thực hiện một thí nghiệm nào, mặc dù em đã biết khá nhiều thí nghiệm vật lý và hóa học. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà và phụ giúp gia đình, nhất là khoảng thời gian nghỉ học để phòng tránh Covid-19 với phương châm tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cũng được thành đoàn hội đồng đội thành phố đẩy mạnh qua các kênh trực tuyến. Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia tâm lý cũng khuyến nghị các gia đình cần chú trọng đến việc tương tác với trẻ, dành thời gian để định hướng cho các em các kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, cũng như thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của trẻ em, hỗ trợ trẻ em giảm thiểu những tổn thương về tinh thần do dịch bệnh kéo dài gây ra.